nào. Bú đầu nhỏ, con đầu to, tập 449. Son môi cầu vồng. Vẽ thêm quả táo là xong rồi. Không đủ đỏ. Quả táo này nhìn chẳng hề ngon chút nào. Làm thế nào cũng không giống màu đỏ của quả táo. Con đồ to, gặp phải vấn đề gì thế? Bố đầu nhỏ, màu sắc của con không đủ. Không có màu nào có thể tô ra màu của quả táo đỏ. Đừng lo, gặp khó khăn thì phải nghĩ cách. Để bố giúp con nghĩ nhé. Thử cái này xem sao. Bố nhớ là mẹ tập về từng nói cây son môi này có màu đỏ tươi, quả táo tô bằng son nhất định sẽ rất ngon. Quả táo tô bằng son nhất định sẽ rất ngon. Phải đi khoe bức tranh này với các bạn mới được. Là mẹ đám mê à? Cái gì? Trứng gà ở siêu thị giảm giá. Còn mua một hộp tặng một hộp. Bây giờ ư? Được, đợi một lát, tôi tới ngay. Hả? Mình đã đẩy nắp cây son môi của mẹ tập về vào rồi. Ai lại mở ra thế? Hả? Son môi sao lại biến thành màu thế này? Nhất định là lúc mình tô màu bị dính màu khác vào rồi. Phải làm sao đây? Cái gì phải làm sao đây? Mẹ tập về tô cây son môi này đi ra ngoài rồi. Hả? Vậy thì chết rồi. Dùng son môi tô quả táo là ý của bố. Mẹ tập về mà biết thì... Chắc mẹ tập về chưa đi xa đâu. Chúng ta mau đuổi theo. Sao hai bố con lại tới đây? Bọn con tới giúp mẹ mang trứng gà. Đúng thế, mẹ tập về vất vả rồi. Đi xa chắc chắn rất mệt. Để anh lau mồ hôi cho. Ây da, em chẳng mệt chút nào. Chắc mẹ khác rồi. Mẹ ăn cây kem đi. Con đồ con ngoan quá. Nhưng kem lạnh lắm, mẹ không ăn đâu. Con ăn đi. Nước ngọt không lạnh, em uống một ngụm đi. Nhưng em không hề thấy khác. Chỉ uống một ngụm thôi, một ngụm thôi. Rốt cuộc hai bố con đang làm gì vậy? Tới làm loạn hả? Mau về nhà cho mẹ. Mua mấy quả trứng, đâu cần nhiều người như vậy. Mẹ tập về quay về, nhất định sẽ biến thành quái vật phun lửa. Chúng ta phải nghĩ cách khiến mẹ tập về bất giận mới được. Bố đồ nhỏ, cách này có tác dụng không? Chắc là có. Cổng bóng bay đẹp quá. Ít nhất có thể giảm bớt cơn giận của mẹ tập về. Bố đồ nhỏ, chúng ta làm nhiều việc như vậy, chắc mẹ tập về sẽ không giận nữa chứ. Nếu con pha cho mẹ một ly cà phê, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Không thành vấn đề. Con đồ to, chuẩn bị sẵn sàng. Con đồ to, bố đồ nhỏ, hoan nghênh mẹ tập về đi chợ về. Mẹ tập về vất vả rồi. Ồ, bãi cỏ cắt tỉa rồi à. Không tồi. Còn cả cổng bóng bay nữa. Là chuẩn bị riêng cho mẹ sao? Hôm nay hai bố con lãng mạn thế. Mẹ tập về mua trứng vất vả rồi. Mời mẹ uống cà phê. Đúng là con đồ to ngoan của mẹ. Còn cả bố đồ nhỏ nữa. Mẹ tập về, hôm nay đi siêu thị, có gặp chuyện gì thú vị không? Chuyện thú vị thì không có. Chỉ là mẹ đã mê hỏi em xem son môi cầu vồng mua ở đâu. Nhưng em không hề nhớ là mình có son môi cầu vồng. Em phải đi soi gương xem sao. Xong rồi, bị lộ rồi.
Miệng mình sao thế này? Mẹ tập về sắp biến hình rồi. Hạt đậu may mắn. Bố đồ nhỏ, sao vẫn chưa nấu cơm xong thế? Con đồ ta ăn cơm thôi. Đùi gà rán, con thích ăn nhất. Đùi gà rán ai ai cũng thích. Hôm nay mẹ tập về không có nhà. Bữa tối của hai bố con chính là đùi gà. Có thể ăn tùy thích ạ. Ăn đùi gà đến no thì thôi. Đương nhiên. Quá tuyệt quá. Cạn ly. Cả buổi tối không ngủ được. Cảm thấy trướng hết cả bụng. Chắc là do tối qua ăn nhiều đùi gà quá, không tiêu hóa được. Bố đồ nhỏ, bộ máy trong bụng con hình như không hoạt động nữa. Để bố xoa bụng cho con, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Đừng xoa nữa bố đồ nhỏ. Buồn lắm, buồn lắm. Không cho xoa bụng, vậy thì ăn chút đậu nành xanh đi. Sẽ không khó chịu nữa. Đậu nành xanh ư? Đúng, đậu nành xanh rất giàu dinh dưỡng. Con đợi chút. Đậu nành xanh rang vừa ngon, vừa dễ tiêu đây. Con đồ to, ăn một chút đi nào. Ngon thật mà, không lừa con đâu. Ngon quá, vừa thơm vừa giòn. Không ăn đâu, con không nhai được. Sao mà không nhai được? Rõ ràng là kiếm cớ để không ăn. Mình phải nghĩ cách khiến con đồ to ăn đậu nành xanh mới được. Bố đồ nhỏ, con no rồi. Răng của con không nhai được. Biết ngay là con sẽ nói vậy mà. Con đồ to, bố đã làm cho con đậu nành xanh luộc. Mềm lắm, đảm bảo con sẽ nhai được. Không ăn, con vừa đánh răng rồi. Không ăn gì nữa. Nghe nói cuối tuần này khu vui chơi có đoàn xe hoa diễu hành. Con có muốn đi xem không? Ăn hai thìa đậu, bố sẽ dẫn con đi. Cuối tuần con bận lắm, không đi đâu. Như vậy cũng không dụ dỗ được à. Ăn đậu đi, rồi bố mua cho con xe hơi biến hình loại mới nhất. Con không cần xe hơi, dù sao con cũng không ăn. Ăn đậu nành xanh rồi, mặt sẽ biến thành màu xanh giống con ếch đấy. Con không ăn đâu. Cái gì? Ai bảo như vậy? Phim hoạt hình. Con đồ to, phim hoạt hình chỉ là tưởng tượng thôi. Dù sao thì con cũng không ăn. Làm thế nào mới khiến con đồ to ăn đậu nành xanh nhỉ? Có cách rồi. Con đồ to, con có nhìn thấy hạt đậu may mắn của bố không? Bỗng nhiên bố không tìm thấy. Hạt đậu may mắn gì ạ? Con chưa từng nghe à? Trong mỗi đĩa đậu đều sẽ có một hạt đậu may mắn, sẽ mang lại may mắn cho người ăn nó. Chỉ có một hạt thôi sao? Đúng, chỉ có một hạt. Vậy hạt đậu đó có thể làm gì? Trong hạt đậu may mắn có một cô tiên may mắn sẽ thực hiện điều ước của chúng ta. Điều quan trọng nhất là có thể giúp chữa bệnh khó tiêu trong bụng. Có thể chữa bệnh khó tiêu ư? Giờ trong bụng con đang rất khó chịu. Bố đồ nhỏ, có thể cho con ăn hạt đậu may mắn đó không? Ây da, hạt đậu may mắn bị lẫn ở trong đĩa đậu rồi. Bố cũng không tìm thấy. Vậy phải làm sao? Rất đơn giản, chỉ cần ăn hết số đậu này. Bên trong nhất định có hạt đậu may mắn. Được, vậy con sẽ ăn. Con chắc chứ? Vậy thì được, bố con ta cùng thi xem ai ăn được hạt đậu may mắn trước. Được ạ. Bố đồ nhỏ, ai trong chúng ta đã ăn được hạt đậu may mắn thế? Bố không biết, có thể là con, cũng có thể là bố. Cho dù ăn được hay không, con bỗng nhận ra, thì ra đậu nành xanh cũng không khó ăn. Đương nhiên, bố đã nói là đậu nành xanh rất ngon mà. Con đồ to, uống cốc nước lọc này vào. Nếu trong bụng con có hạt đậu may mắn, nó sẽ giúp con hết trướng bụng. Con đồ to, giờ trong bụng có cảm giác gì đặc biệt không? Có, hình như bụng con đang sôi ùng ục, giống nồi nước đang sôi vậy. Đúng rồi, đây là hạt đậu may mắn đang chữa cho bụng của con đấy. Ây da, không ổn, con phải đi vệ sinh. Xem ra bụng con sắp được hạt đậu may mắn chữa khỏi rồi. Ây da, mau lên,
bụng bố cũng sắp sôi lên rồi. Bố đồ nhỏ, không phải bố nói chỉ có một hạt đậu may mắn thôi sao? Giờ nó ở trong bụng con, sao bụng bố cũng sôi lên được? Chuyện này, biết sớm thì bố đã nói có hai hạt. Thôi mặc kệ đi, bố cũng phải mau chóng đi vệ sinh đây. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Đi nào, đi nào, đi 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 nào.